Xin chào anh em nhá. Hôm nay em xin giới thiệu với anh em một combo nghe nhạc và karaoke. Cấu hình bao gồm là một đôi loa full DK hàng bãi với model là KH12 bát 30, cấu hình một bát một check check kèn, một bát một check leo, check tiền leo, và một kết hợp với một nó là một con cụ đẩy DB Acoustic với mã là KB500, kết hợp thêm với nó nữa là một con văng cơ lai số DB Acoustic có mã là KM350 Pro. Tiếp theo là một bộ mic không dây cùng hãng DB Acoustic với mã 450 Mark II, kết hợp với cặp loa DK hàng bãi. Trên em thì em sẽ set up cho một bác là một cặp một cục sub đó, cục sub và cũng là DB Acoustic bát 40 vào cấu hình như trên. Cấu hình này thì rất là hay, rất đồ toàn đồ chất thôi, em ghép toàn đồ chất vào cấu hình này thôi. Thì với giá thành bộ này thì nên giá là 30 triệu. 30 triệu anh em bỏ ra đồng tiền ra rất là xứng đáng. Xứng đáng tiền nào của đó. Anh em có nhu cầu thì em sẽ có video test gửi riêng cho anh em nhé. Cuối video rồi, em xin phép chào anh em.